Hành trình dọn sạch tâm trí đón Tết thịnh vượng. Nếu như bạn đang có những cái bế tắc về cảm xúc hoặc là tài chính, nếu như bạn đang kinh doanh và đang lo lắng về hàng tồn không bán được, bạn đang lo lắng bất an và thậm chí là bị gia đình trách móc, vậy thì làm sao bạn có thể vui vẻ để đón Tết được đây? Trước đây Nguyệt cũng đã từng như thế, nhưng từ khi mà Nguyệt học được một cái chương trình giúp cho Nguyệt khai thông cái mạch tiền và chữa lành bên trong mình, giúp cho Nguyệt hòa hợp được những mối quan hệ xung quanh mình, vậy làm thế nào để có thể khai thông mạch tiền? Đầu tiên các anh chị phải biết mình đang bế tắc ở chỗ nào, anh chị phải nhận diện được nó, sau đó anh chị hãy tìm ra những cái người mà đã vượt qua cái bế tắc đó và học những cái bí kíp từ họ. Vậy anh chị đã biết tìm những cái người đó ở đâu chưa? Cái con đường nhanh nhất, ngắn nhất, dễ dàng nhất đó chính là học theo người thành công và thành công luôn. Và để đón một cái Tết thịnh vượng thì câu lạc bộ của Nguyệt đang có chương trình dọn sạch tâm trí đón Tết thịnh vượng, sẽ có những cái bí kíp giúp cho các anh chị khai thông dòng tiền, anh chị sẽ được gặp gỡ những cái con đã từng như vậy và đã ứng dụng được và đạt được những cái thành công. Anh chị sẽ được học những cái bí kíp giúp cho anh chị khai thông dòng tiền, cảm xúc, hàng hóa và chữa lành những cái mối quan hệ. Nếu như các anh chị mong muốn được học chương trình này, hoặc là anh chị có thể giới thiệu cho bạn bè người thân của mình đang cần cái bí kíp này, thì anh chị hãy nhanh tay đăng ký nha. Chương trình này sẽ được dành tặng miễn phí cho 10 anh chị đầu tiên. Và chương trình diễn ra bắt đầu vào buổi sáng ngày mai lúc 4:30 sáng. Hãy nhanh tay đăng ký để nhận vé nào anh chị ơi.